31. Vượt bảy thử thách. Muốn học tốt, quan nghiệp tìm. Bắt đầu ngay buổi tối đầu tiên thủ hiếu, và thường đối diện với đủ loại khảo nghiệm không giống nhau. Không những không bị dọa lui, mà ngài còn phát tâm đại bố thí, dũng cảm phá tan bảy cửa ải. Hòa thượng kể, ải thứ nhất, chó sói. Tôi biết có một số người rất muốn nghe xem mùi vị thủ hiếu ở mộ phần ra thế nào. Cho nên hôm nay tôi nói sơ qua một chút. Ngày thủ hiếu thứ nhất, tôi đã gặp loại khảo nghiệm lớn rồi. Khảo nghiệm gì? Ban ngày không có chuyện gì xảy ra, nhưng để đến sập tới một chút, bỗng có một bầy chó sói ở gần đó ùa ra làm phiền tôi. Loại chó này là giống chó sói của thời còn Nhật Bổn, đều ăn thịt người. Chúng nó thấy bên mộ phần có một người ngồi ở đó, kể như là miếng mồi ngon của chúng, nên cả mười mấy con từ bốn phương tám hướng ào tới tấn công tôi. Lúc còn nhỏ tôi đã không sợ xài lang hổ báo, không gì làm cho tôi sợ. Tại sao tôi không sợ? Vì tôi không sợ chết. Sinh ra là đã không sợ chết. Lúc đó tôi tự nghĩ, tôi cứ ngồi ở đây, chúng nó muốn cắn thì mặc chúng cắn, chúng nó muốn ăn thịt tôi thì cứ ăn, muốn uống máu tôi thì cứ việc uống. Dù sao chăng nữa, tôi vì mẹ mà thủ hiếu, tôi kể như đã chết rồi, và cũng là chết đúng chỗ vậy. Thế nên tôi nhắm mắt giả vờ không thấy, để coi xem chúng nó hành động ra sao. Tôi cũng không biết chúng là chó rừng hay là chó giả nữa, và từ đâu mà kéo đến nhiều như thế. Mới đầu chúng ở cách xa tôi khoảng 50 bước. Chúng nó vừa ra quay, vừa xông về trước, bao vây tôi, rồi tiến đến càng lúc càng tới gần tôi hơn. Khi đến gần tôi khoảng 10 bước, đột nhiên chúng tru sủa ầm ĩ và cắn lộn nhau. Tôi không biết vì sao chúng lại rên la, giống như có người đang đánh chúng nó. Và tôi vốn không động đậy gì mà chúng đều bỏ chạy hết. Sau đó chúng nó không còn tới nữa. Đó là ải thứ nhất của ngày thứ nhất tôi thoát khỏi nạn và bụng cho sói. Người muốn học tốt thì quan nghiệp tới tìm. Tưởng muốn thành Phật thì trước hết phải bị ma khảo. Tôi thủ hiếu ở đây cũng có thể nói là một việc thiện. Nhưng các vị muốn làm việc thiện, các đợ quan nghiệp sẽ tới tìm các vị. Giống như nàng chó sói này, có lẽ kiếp trước tôi và bọn chó có nhân quả quan quan tương báo, cho nên ngay lúc tôi không phòng ngừa gì hết là chúng nó thình lình xuất hiện mà tấn công tôi một cách bất ngờ. Nhưng tôi không chống cự chúng, cũng không đầu hàng, không đề kháng, giống như Đông Bắc bị Nhật Bổn xâm chiếm mà không đề kháng vậy. Nhưng Đông Bắc không đề kháng này, kết quả là bị Nhật Bổn chiếm đóng. Còn tôi không đề kháng, không đụng chúng đến một hơi gió mà lại đánh bại được chúng. Cho nên đây có chút điểm không giống nhau. Ải thứ hai, ải mũi. Ở Đông Bắc vào tháng 3 vốn không có mũi, nhưng không biết vì sao vào tối hôm thứ hai thủ hiếu, có rất nhiều mũi lớn bay tới kêu do ve rất lớn. Đến lúc đó tôi nghĩ, hôm qua là nạn chó, hôm nay là nạn mũi lại đến đây. Tôi vốn có thể đập chúng chết hết, nhưng tôi đang để tang mẹ, làm vậy sẽ có lỗi với mẹ tôi sao? Được rồi, tôi bèn phát tâm bố thí. Tôi nói, sẽ chuẩn bị cái việc tha hồ hút máu, tao đãi khách đó. Tôi vừa cởi áo ra, chúng liền bay tới đầu tấp nập trên thân tôi. Nhưng chưa chích tôi mũi nào thì tức khắc bay đi. Các vị thấy có kỳ quái không? Từ đó trở đi, tôi ở một phần thủ hiếu, không khi nào bị mũi đốt. Những khách tới thăm tôi đều bị đám mũi chích đốt tứ tung. Họ nói, ai già đâu mà nhiều mũi thế, sao có nhiều bác sĩ quá vậy? Vì bị mũi hút máu nên họ nói là bị chích, nhưng chúng nó không hề chích tôi. Tôi nói ra đây phải chăng giống như chuyện thần thoại? Các vị nghe rồi có thấy buồn cười không? Thật ra điều này chẳng vui thú chút nào. Vì ngay lúc đó nếu tôi không có tâm bố thí, không cởi áo ra, thì chúng dễ gì bỏ qua cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ, được, ta bố thí máu này cho chúng bay. Chúng bay hãy hút hết máu ta đi. Dù có chết nơi đây, ta cũng không báo thù chúng bay đâu. Ta không những không báo thù, mà nếu thành Phật, ta vẫn sẽ hóa độ cho loài mũi mộng và làm bạn với chúng bay. Một khi nghĩ vậy rồi, tức bọn mũi muốn làm bạn với tôi.
nên dù đậu trên thân tôi, chúng cũng không nhẫn tâm hút máu của tôi. Các vị xem có phải là do có lực cảm ứng hay không? Nói tóm lại, một khi tôi thật sự phát tâm bố thí là chúng đó điền tha cho tôi. Đây là cái cửa ải mũi của ngày thứ hai. Cho chuyện này nên về sau tôi có cái bút hiệu là Tỳ Kheo Mũi. Vì tôi ký tên Đồ Luân và Tiên Hóa này, có một số người thấy rất đau đầu, cho nên tôi viết tên là Tỳ Kheo Mũi. Ải thứ ba, ải kiến. Có người thầm nghĩ, đó chẳng qua là chuyện cổ tích thôi, thì các vị hãy coi như là chuyện cổ tích vậy. Tôi lại kể thêm chuyện cổ tích này cho các vị nghe đây. Chiều tối của ngày thứ ba là gì? Các vị nghĩ không ra, cũng không ai đoán đúng đâu. Là cửa ải kiến đó. Có cả ngàn vạn con kiến bò trên mình tôi. Khắp nơi trên thân tôi đều là kiến. Chúng nó vừa bò vừa cắn tôi. Tôi nghĩ chắc lũ kiến tới đuổi tôi đi, không cho tôi thủ hiếu ở đây chứ gì. Hoặc là tới thử thách tôi, xem tôi có thành tâm thủ hiếu hay không. Tụi bay muốn đuổi tao đi, nhưng tao không có đuổi tụi bay đâu. Tôi đang ngồi kiết già, nhưng liền thả lỏng chân tay, nói: tùy thì tụi bay bò sao cũng được, tao không xua đuổi tụi bay đâu. Tụi bay muốn bò lên đầu tao thì cứ việc, muốn bò lên mặt thì cứ lên, vào lỗ tai và lỗ mũi, vào miệng tao thì đều cứ tùy ý tụi bay đấy. Tôi nghĩ vậy xong, qua khoảng hơn nửa giờ sau, lũ kiến này cũng đều rút lui. Tôi lại qua được một cửa ải kiến. Các vị đói có kỳ quái không? Do chuyện này, sau đó không có tới một con kiến đến chỗ tôi thủ hiếu nữa. Đại khái, có lẽ bọn kiến muốn làm chúa đảng ở chỗ này, nhưng làm không được nên mới bỏ đi. Từ đó về sau, tôi biết là chỉ cần chúng ta giữ cái tâm không thù hiềm, không đối nghịch với bất cứ ai, dù chúng nó có đối địch với tôi đi nữa, tôi cũng vẫn làm bạn với chúng. Cuối cùng cũng có ngày cảm hóa được chúng nó và được chúng nó coi như bạn hữu trong tương lai. Sau tôi có thêm một bút hiệu là Kiến Con. Bút hiệu này cũng do đây mà ra. Ải thứ tư, ải chuột. Chuột này lớn giống như con mèo. Mới đầu tôi tưởng chúng là mèo, nhưng khi nhìn kỹ, thấy có con màu trắng, có con màu xám, lại có con ở trong đất trồng đậu, gọi là chuột đầu. Mắt loại chuột này rất kém, nhưng chúng đào hang khắp nơi dưới mặt đất. Còn có loại đại nhãn tặc, mắt rất lớn, chúng có thể nhảy và nhảy cao đến hơn 3 thước. Tôi ngồi ở đó, chúng nó ập tới không biết là bao nhiêu con mà kể, rồi bò nhảy trên người tôi, còn muốn nhảy lên đầu tôi nữa. Tôi đánh không lại chó, còn đối phó mũi thì không thành vấn đề, nhưng tôi không đập chúng. Tôi cũng có thể đè chết đám kiến, nhưng tôi cũng không làm hại chúng. Bọn chuột này tới quá nhiều đi, tôi lấy tay gạt nó ra, liền bị nó cắn tay chảy máu. Vì vậy tôi nghĩ mình không nên bắt nó, cứ để cho chúng cắn vậy. Một khi tôi không đếm xỉa gì đến chúng, thì không bao lâu, khoảng hơn 20 phút sau, chúng từ bỏ đi mất. Ải thứ năm, ải rắn độc. Vào ngày thứ năm, tôi cũng không biết từ đâu kéo đến một đống rắn độc, lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có, đủ các loại rắn. Bình thường chỗ tôi ở vốn không thấy rắn, nhưng bữa tối đó, đám rắn đều kéo tới nơi và cũng muốn cắn tôi. Tôi nghĩ thì cho chúng nó cắn đi, cắn chết là xong việc. Kết quả chúng cũng không cắn mà tự bò đi hết. Ải thứ sáu, ải rết. Con gì lại đến trong ngày thứ sáu đây? Là con rết, không biết là bao nhiêu con mà nói. Tôi cũng không biết chúng từ đâu tới. Loài rết này lớn, dài khoảng 3-4 tấc. Lúc tôi ở chùa Từ Hưng ở núi Đại Từ, Hồng Kông, đã thấy qua loài rết lớn này. Ở chùa Tây Lạc Viên cũng thấy qua. Nhưng lúc trước đó, tôi chưa từng thấy qua loài rết nào dài đến thế. Lũ rết này tới cũng là dây quanh bốn phía. Chúng bò lên chòi rơm kêu sột soạt, có vẻ oai phong lắm. Ngay lúc này tôi nghĩ, bắt đầu là chó, kế đến là mũi, rồi là kiến, thêm nữa là chuột, là rắn, là rết, cuối cùng là chuyện gì đây? Mặc kệ bay, bất kể lũ bay là con gì tới đi nữa, khí cho bay cắn là xong. Một khi tôi không khởi tâm hoảng sợ, cũng không sanh lòng sân hận,
kết quả là chúng đều tự động giải tán. Ải thứ bảy, hương lạ xông mũi. Đến ngày thứ bảy thì không giống như trước nữa. Là gì thế? Có một mùi hương, loại hương thơm không có nhân gian. Thật là làng hương lạ thơm ngát mũi. Đợi qua 7 ngày này, tình hình có vẻ bình lặng trở lại. Vậy là tôi đã vượt qua 7 ngày, 7 nạn thử thách rồi.